20 tới 15 đô 1 kg. Tại Malaysia, còn ở Việt Nam mình thì giờ vô giá. Hai mà có sầu riêng Musikin bán 2-3 triệu một trái cũng mua. Đấy, nên là thôi bà con chúng ta cứ chủ động nha. À, đây là loại sầu riêng Musikin này nó phù hợp. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống Willow Farm. Trong nhiều video khác thì Quanh hay chia sẻ quý bà con chúng ta về những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Thì bà con lại hay hỏi Quanh là Quanh ơi, bây giờ có rất là nhiều loại sầu riêng thì anh nên trồng loại sầu riêng nào thì là cái giá trị kinh tế cao hả Quanh? Thì bây giờ Quanh sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta một cái chủ đề là top 3 loại sầu riêng có giá trị kinh tế rất cao mà con chúng ta có thể trồng. Thực sự ra chủ đề này nó không hề mới mà thậm chí có thể gọi là rất là cũ luôn, nhưng mà nó rất là ý nghĩa và giá trị quý bà con của chúng ta. Quý bà con nào đã xem video này trước đây rồi thì quý bà con chúng ta cũng thông cảm dùm Quanh, tại vì có những quý bà con mới gia nhập ngành nông nghiệp hoặc là đang có ý định bắt đầu với ngành nông nghiệp thì lại là chưa có nắm rõ tường về cái việc này, nên là quý bà con chúng ta hãy cùng với Quanh nha. Chúng ta dành 5 phút nữa để tìm hiểu về ba cái loại sầu riêng mà đang có giá trị kinh tế cao hiện nay để chúng ta có thể chủ động chúng ta trồng cho khu vườn của mình, cũng như một vài cái đặc tính cơ bản để chúng ta biết được nó phù hợp với loại đất nào nhé bà con nhé. Top 3 cái loại sầu riêng mà Quanh thấy hiện tại bây giờ quý bà con chúng ta nên trồng, cũng như rất nhiều các cái chủ đầu tư họ đang trồng mà Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta luôn. Đó, đầu tiên là sầu riêng Musakin bà con nhé. Đầu tiên là sầu riêng Musakin. Trên màn hình của quý bà con đây chúng ta sẽ thấy những cây sầu riêng Musakin đọt, tược đọt đang rất là phát triển, mơn mởn xanh tươi, rất là đẹp nhé bà con. Đây nè, cái lô này là bên Quanh để ở cái nơi phơi trưng bày, tại lúc đó dịch bệnh á, nên là bên Quanh ghép trực tiếp tại chỗ luôn cho tiện cái việc đi lại. Còn có rất là nhiều các cái lô khác bên Quanh để ở trong vườn của mình. Rồi con thấy nó cứ nhúc cái tược cực kỳ đẹp, cái tược rất là đẹp nhé bà con. Đấy, rồi bên này nữa. Bên này bà con cũng có thể thấy nè, cái tược đẹp lê mê ly, mê hồng trận luôn nè. Đấy nha, rất là ok, rất là đẹp nha bà con. Rồi, ở đây nữa nè, bà con thấy rất là nhiều. Như vậy thì sầu riêng Musakin có cái lý do gì mà tại sao lại được rất nhiều các cái chủ đầu tư người ta ưu ái, người ta trồng như vậy, được gọi là mệnh danh là top 3 các cái loại sầu riêng, nằm trong top 3 các loại sầu riêng đang được trồng nhiều nhất hiện nay. Thực sự nếu mà nói về sầu riêng, nó có sầu riêng Musakin, sầu riêng Ri Sáo, sầu riêng chuồng bò, sầu riêng sáo hủ, rồi sầu riêng đắng, tự nhiên quên tên này, gọi là D6 đó, là rất là nhiều các cái loại sầu riêng khác nhau. Nhưng tại sao sầu riêng Musakin lại là cái loại sầu riêng đang được gọi là trồng và săn đón nhiều nhất hiện nay? Vì sầu riêng Musakin được mệnh danh là loại sầu riêng ngon nhất hiện nay, và đúng theo cái danh của nó, nức danh luôn nha bà con nha, nức danh luôn. Là bà, các cái chủ đầu tư, những người nào mà đã từng đi nước ngoài rồi, họ đã được qua Malaysia và họ đã được ăn cái trái sầu riêng này rồi thì họ cực kỳ thích luôn. Nó là sầu riêng Musakin ngon lắm em ơi, ăn ngon cực kỳ. Bây giờ anh chị về đây nè, anh chị phải trồng cái sầu riêng Musakin trên đất của anh chị nè, để mà anh chị có thể là xuất khẩu qua cho các cái người bạn của anh chị ở bên nước ngoài, những người bạn ở Hồng Kông, những người bạn ở Trung Quốc, những người bạn ở Macau, những người bạn bên nước ngoài, thậm chí Úc bây giờ người ta cũng đang nhập cái sầu riêng về rất là nhiều. Thì sầu riêng Musakin với đặc tính cơm vàng hạt lép, cơm rất là mềm, rất là dẻo, được bao bọc bởi một cái gọi là Quanh tưởng tượng bởi một cái vỏ bánh bên ngoài rất là mềm nhưng mà rất là ráo tay, chia hạt rất là nhỏ và cái hạt bên trong cũng rất là nhỏ luôn, và cái cơm nó rất là ngon, giống như ăn giống như nó tan chảy. Nếu bà con nào đã ăn cái bánh tuyết của Nhật rồi nó có cảm giác vậy đó, nó tan chảy từ ở trong cái miệng mình ra, nên là thành ra sầu riêng Musakin á được đánh giá rất là cao. Nó hiện tại bây giờ nó đang được bán đâu 10 đô tới 20 tới 15 đô 1 kg. Tại Malaysia, còn ở Việt Nam mình thì giờ vô giá. Hai mà có sầu riêng Musakin bán 2-3 triệu một trái cũng mua. Đấy, nên là thôi bà con chúng ta cứ chủ động nha. Đây là loại sầu riêng Musakin này nó phù hợp với tất cả các loại đất, sức sinh trưởng của nó rất là mạnh. Khi ở giai đoạn cây giống như thế này thì sầu riêng Musakin nó chậm lớn hơn so với sầu riêng Thái. Nếu mà hai cái lô sầu riêng Musakin và sầu riêng Thái là ghép cùng một lúc với nhau thì sầu riêng Musakin ở giai đoạn cây giống nó phát triển chậm lắm. Nhưng khi mà nó đã xuống đất rồi, đã được hút cái chất dinh dưỡng từ lòng đất mẹ và hỗ trợ được những cái quang hợp, ánh nắng đầy đủ đồ này kia rồi ha, thì là bạn sầu riêng Musakin sẽ bật lên rất là nhanh so với những cái loại sầu riêng còn lại. Nên nếu mà nói về sức đề kháng thì sầu riêng Musakin rất là
sức đề kháng rất là dồi dào, và bạn này có cái tỷ lệ đậu trái cũng rất là cao, nên là bà con chúng ta có thể chủ động trồng thêm cái loại sầu riêng Musakin này ở trong vườn của mình nha. Quanh đã được trải nghiệm sầu riêng Musakin, trái sầu riêng Musakin ở miền Tây, ở Đắk Lắk, ở Lâm Đồng đều rất là ngon, nên là bà con chúng ta hãy chủ động hơn. Cái loại thứ hai mà Quanh muốn chia sẻ đó là chính là sầu riêng Mon Thon Thái. Cái từ Mon Thon Thái thì bà con cũng khá là quen rồi. Ở bên Thái Lan nó có một cái đội bóng tên là đội bóng Mon Thon, câu lạc bộ Mon Thon, Mon Thon Club. Thì là sầu riêng Thái này nó có xuất xứ từ đất nước Thái Lan thân yêu kế bên cạnh chúng ta thôi. Từ quanh trong vườn của Quanh cũng có rất là nhiều các cái loại cây. Quanh cũng được lấy giống, lấy gen từ đất nước Thái. Tại vì Thái sao ạ? Có một cái vị vua rất là quá là ok, vị vua rất là yêu thương nông nghiệp, và vì từ khi vị vua đó lên thì những cái phòng nghiên cứu phát triển về công nghệ cây trồng ở trong ngành nông nghiệp nó phát triển rất là mạnh. Thế nên ở Thái có rất là nhiều giống gọi là vượt trội, ưu việt hơn rất nhiều so với trước đây. Ví dụ như là măng cụt Thái, rồi bòn bon Thái. Đấy, rồi bữa ruby cũng ở Thái Lan. Vâng, nó có rất là nhiều loại như vậy. Nên là bà con chúng ta thấy sầu riêng ở Thái cũng đang có một loại đang đứng nhất thị trường hiện nay, đó chính là sầu riêng Mon Thon Thái Lan. Sầu riêng này thì trồng ở vùng Tây Nguyên thì rất là hợp và được đi xuất khẩu nha bà con nha. Sầu riêng thì đều được đi xuất khẩu. Nếu mà nói về độ cơm vàng hạt lép thì nó không có cơm vàng hạt lép bằng sầu riêng Ri Sáo và sầu riêng Musakin đâu. Nhưng mà bạn này thì cho trái rất là sai, và trái có ký, nặng ký nha, trái nặng ký nha. Và còn quan sát cái lô gốc, lô Thái gốc bự của bên Quanh nè. Đó, lô này là lô hợp đồng mà con thấy đẹp lộng lẫy con bà bảy luôn nè, thấy không? Đối với những cái cây này bà con tầm trồng tầm khoảng là 3 năm rưỡi 4 năm là sẽ bắt đầu có trái bó đầu tiên. Và sầu riêng Mon Thon Thái theo Quanh thấy là nó rất là phù hợp với vùng Tây Nguyên. Mà còn ở Tây Nguyên thì chúng ta có thể lưu ý trồng sầu riêng Musakin với sầu riêng Mon Thon Thái, và nó cũng là một trong những loại được chủ đầu tư trồng rất là nhiều. Đấy, loại thứ nhất là sầu riêng Musakin, vua của các loại sầu riêng. Loại thứ hai cũng là vua sầu riêng, nhưng vua sầu riêng ở Thái Lan thì cũng đang đứng top 2, top 3 trên thị trường sầu riêng, được các cái tín đồ sầu riêng cũng săn lùng rất là nhiều. Và tới cái một cái loại nữa đó là sầu riêng Ri Sáo, để Quanh xem nè. Cái này cũng là sầu riêng Thái gốc to nhưng mà con vô chậu hết luôn nè, vô chậu hết luôn. Và loại thứ ba đó chính là sầu riêng Ri Sáo, được ăn sầu riêng ở Việt Nam chúng ta phát triển nên. Quanh rất là tự hào về sầu riêng Ri Sáo đã được xuất khẩu qua Úc và được các Việt kiều, các anh chị Việt kiều ở Úc rất là đón nhận. Sầu riêng Ri Sáo thì với đặc tính là cái lá của nó sẽ sao ạ? Cái lá của nó sẽ tròn tròn. Cái lá của nó sẽ tròn tròn, nó mập mập nhé bà con. Và sầu riêng Ri Sáo thì bà con biết được rằng là rất là chuộng ở cái thị trường Việt Nam. Các cái shop bán hoa quả này kia thường là họ sẽ bán sầu riêng Ri Sáo là họ nhiều nhất. Tại vì sầu riêng Ri Sáo là chắc cú. Sầu riêng Thái thì nhiều khi nó không có chắc cú bằng, nếu mà bán bao cơm á, thì nó không có chắc bằng sầu riêng Ri Sáo đâu. Và sầu riêng Ri Sáo này ở Việt Nam chúng ta đang được trồng phổ rộng. Xin lỗi bà con nhé. Đang được trồng phổ rộng ở miền Tây rất là nhiều, và có cái chất lượng cực kỳ ngon. Cơm vàng hạt lép mà vàng ống vàng ả luôn, nó chỉ vàng sao sầu riêng Musakin thôi, chứ nếu mà nói về độ vàng thì Quanh thấy là sầu riêng Ri Sáo là nó vàng hơn cả sầu riêng Mon Thon Thái luôn đó. Và cơm của nó rất là béo ngậy, ăn cực kỳ ngon, ăn bị ghiền. Nhưng mà các chị nhớ nha, ăn sầu riêng nhiều mập nha. Ăn sầu riêng mập, giống như Quanh ăn có hai trái sầu riêng trong 2 ngày liên tiếp mà Quanh thấy eo của Quanh hình như nó tăng lên 1-2 cm gì đó, nó cũng không có vui lắm, nhưng mà ăn vô nó sướng cái miệng, nên là phải bắt buộc là phải ăn. Đấy. Nên là khi mà bà con chúng ta trồng sầu riêng Ri Sáo, nó đặc tính là nó rất là thích nghi với cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở miền Tây, ở Lâm Đồng, ở các cái vùng Tây Ninh đồ này kia, nó rất là phù hợp. Và trồng ở trên đó trồng ra cái chất lượng thành phẩm của cái trái ăn cực kỳ ngon hết bà con. Nên là bà con chúng ta có thể cân nhắc tùy theo cái vùng địa lý của mình để nó trồng. Từ nãy giờ thì Quanh cũng đã chia sẻ là cây top 3 loại này là ở đâu hợp với cái gì rồi nhá. Bà con lưu ý dùm Quanh nhé. Rồi, cảm ơn quý bà con chúng ta là rất là nhiều. Đây là top 3 các cái loại sầu riêng mà bà con chúng ta nên trồng và cũng như là đang được trồng nhiều nhất hiện nay. Đầu tiên Quanh xin phép nhắc lại đó là sầu riêng Musakin. Cái thứ hai là sầu riêng Mon Thon Thái. Và cái thứ ba là sầu riêng Ri Sáo do ông Sáu Hữu ở tại Việt Nam chúng ta sản xuất ra, sáng tác ra. Và Quanh thấy là với ba cái loại sầu riêng này, tùy theo mỗi một vùng địa lý mà bà con chúng ta đang có đất thì chúng ta có thể chủ động để chúng ta trồng theo cái ý muốn của mình. Và nếu quý bà con chúng ta còn chưa rõ nữa thì vui lòng gọi vào số hotline hiện trên màn hình để Quanh cùng với các bạn có cơ hội được chia sẻ và đồng hành cùng quý bà con chúng ta nhiều hơn. Nhưng lưu ý dùng Quanh một điều, khi chúng ta mua sầu riêng chúng ta phải hỏi rõ là coi là
chủ vườn họ đã xả nắng hay chưa, tức là họ đã xả lưới để mà cho cây sầu riêng nó hấp thụ nắng trực tiếp hay chưa. Cái thứ hai là có bón phân hữu cơ hay đi phân hộp. Cái thứ ba là gốc nó là gốc mấy năm. Cái thứ tư bo ghép từ bo gì, và hiện tại bây giờ cây đang cao bao nhiêu cm để mà bà con chúng ta chủ động và bà con biết hỏi là về có trồng liền được hay không. Nhưng mà Quanh nghĩ là trong quá trình làm giống có rất nhiều các cái quy trình mà bà con chúng ta rất khó kiểm soát, nên quý bà con chúng ta nên chọn những nơi uy tín để chúng ta mua được một cái cây sầu riêng giống chất lượng về chúng ta trồng cho nó yên tâm nha. Tại vì sầu riêng á, có những vườn mà Quanh đi tới là có những vườn ri sáo rất là lâu đời, hoặc những cái vườn sầu riêng khổ qua, do sầu riêng khổ qua hay còn gọi là sầu riêng D6 đấy, thì là ăn rất là ngon và rất là lâu năm, và tới bây giờ có những người thích hương vị xưa họ vẫn mua những cái loại sầu riêng như vậy để họ ăn. Và những cái loại này nó có cái tuổi thọ nhiều khi cao lớn hơn cả Quanh nữa. Nên quý bà con chúng ta hãy mua cây giống thật sự là chất lượng, thật sự là khỏe và đặc biệt là đúng giống để chúng ta trồng ở trong vườn của mình, chứ đừng có mua mấy cây eo ụt về trồng, nó tốn thời gian, nó công nhữ tàn nhữ nhánh nó mệt lắm nha. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Chúng Quanh sẽ tiếp tục chia sẻ quý bà con những cái chủ đề liên quan tới top những cái loại cây nên trồng để quý bà con chúng ta chọn lọc. Trong 1000 cái loại giống mà bên Quanh đang có thì bà con chúng ta sẽ chủ động chọn lọc được cái loại mà phù hợp với khu vực địa lý, thời tiết, thổ nhưỡng cũng như là cái sự mong cầu của quý bà con chúng ta về thời gian cho trái nha. Còn cây sầu riêng thì là cây kinh tế cao rồi, chúng ta không bàn nữa nha. Rồi cảm ơn quý bà con một lần nữa. Siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hân Thịnh xin phép chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.